Báo Việt Nam Plus đưa tin, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết tiếp tục mở rộng điều tra vụ án nhận hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức thi hành lệnh khám xét nơi làm việc, địa điểm lưu trữ hồ sơ của Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Long Thành, thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu, dữ liệu có liên quan phục vụ công tác điều tra. Trước đó, ngày 9 tháng 11, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Viết Mạnh, sinh năm 1992, cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Long Thành về hành vi nhận hối lộ; Nguyễn Tấn Biên, sinh năm 1977, cán bộ địa chính xã Lộc An, huyện Long Thành; và Trần Ngọc Hân, sinh năm 1988, hộ kinh doanh tại thị trấn Phước Hải, huyện Long Thành về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành. Quá trình mở rộng điều tra vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lực lượng thi hành lệnh khám xét tòa nhà Trung tâm Văn hóa, Thể dục, Thể thao huyện Long Thành là nơi lưu trữ hồ sơ thuộc dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành do Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai quản lý, sử dụng.